Đây là cấp lớn nhất mà hầu như là mọi người sẽ nghe cái tiếng này, nó rất là hiếm. Hôm nay các anh chị cùng đi săn thuộc dạng là săn hàng giá rẻ cùng đồ nghề tự chọn nha. Và bây giờ anh em mình biết rồi đó, ha. Ngày mùa đông thì mình mua đồ mùa hè, còn mùa hè thì mình đi mua đồ mùa đông thì giá nó mới rẻ và giá nó mới ngon. Nên là hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị là một cây quạt, những cây quạt thuộc dạng là quạt big size, quạt lớn. Và đây là anh em biết rồi, mùa Tết lạnh đúng không? Mùa mưa nhiều đúng không? Anh em ít sử dụng quạt pin. Nhưng mà đây là thời điểm mà chúng ta mua những cây quạt như thế này, giá nó rẻ hơn. Còn anh chị em mình mà đợi đến mùa nóng, anh chị em mình đi mua những cây quạt cái này vừa cúp điện vừa thiếu hàng thì giá độn lên rất là cao. Rồi hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em mình một cái cây quạt dùng pin và dùng điện luôn, dùng điện 220V nha, đến từ hãng Yamasu. Thì đây là cây quạt mà dùng pin hai cho và dùng điện luôn và sử dụng chân pin phổ thông ha. Thì cái thùng nó đóng như thế này nè, nó rất là to. Cái thùng này nó đóng rất là to. Cái chiều ngang, chiều cao của cái thùng này là tầm khoảng là 65 cm, rồi chiều ngang là 43 và 32 cm. Nó anh chị em mình thấy nó cao đó, nó nặng ha. Và đặc biệt nè, nó sẽ đóng trong hai cái thùng, một cái thùng như thế này và thêm một cái thùng như thế này nữa, thấy không? Một cái thùng như thế này nữa là đóng trong hai cái gói thùng này. Mình chưa nói về cái chất lượng hàng thôi, mình nói về cái cách quy cách đóng gói của hãng Yamasu này thôi là anh chị đã biết được cái này nó đóng kỹ như thế nào rồi. Và đây là một cái những cái dòng thuộc dạng là khi mà cái mùa nóng á, cúp điện đợt rồi nó rất là cháy hàng. Và hôm nay thì hãng cũng còn khá nhiều, nhưng mà đây là cái mùa nghịch nên là hàng nó bán ra chậm. Và mình cũng đàm phán được với hãng nó tầm khoảng 1.000 cái như thế này, làm giá rẻ cho anh em mình, để anh em mình săn ha. Rồi bây giờ nói về giá trước đi, hãy nói về thông số kỹ thuật sau. Nếu mà ngay ngày mà đỉnh điểm mà thời điểm nóng á, anh em mình coi mà vừa hay cúp điện rồi cắt điện rồi tùm lum tùm la hết chân luôn, thiếu điện lắm á. Và anh em làm những công trình nực, anh em nóng nực, anh em mua cây quạt rất là nhiều. Và đất tông nó cũng ra ngay thời điểm đó nữa, nên nó bán rất là chạy. Thì cái này nè, lúc mà thời điểm đỉnh điểm của nó, thân máy không nha, thân máy chưa bao gồm pin hết trơn. Nó có một cái nguồn theo cho mình thôi, là 1.350.000, không có bao gồm phí ship, không có bao gồm tặng kèm, không có bao gồm cái gì hết trơn á. Nhưng mà cái này nè, 1.350.000 mà ngay thời điểm nắng nóng như vậy, nó bán rất là chạy luôn. Và bây giờ nó đang có một cái deal nghịch mùa khá là ngon, khá là hay cho anh em mình luôn. Rồi bây giờ giới thiệu sơ ha, đây là cái quạt của Yamasu, bảo hành cho mình là 6 tháng sử dụng vừa điện 220V hoặc là mình sẽ sử dụng viên pin pin với 21V như thế này. Thì pin này có thể là sử dụng pin của Deptong vẫn được luôn, tại vì nó sử dụng chung chân pin với nhau là chân pin phổ thông Makita ha. 3 chế độ gió, 3 chế độ hẹn giờ nha, 3 chế độ, 3 chế độ gió là cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè. 3 chế độ hẹn giờ nghĩa là 1 giờ, 2 giờ và 4 giờ tự động cái quạt này nó ngưng. Rồi thêm một cái nữa là giảm âm. Cái đồ ồn của con này nó nghe là hồi anh chị nghe thử nha, anh chị em mình nghe thử, bắt cấp độ lớn nhất luôn, nó nghe êm ru như một cây quạt điện bình thường của mình luôn, êm lắm luôn á, nó không có ồn. Rồi chúng ta có thể là xoay qua xoay lại đảo chiều được luôn, hoặc lật lên lật xuống được luôn. Xoay qua xoay lại thì nó sẽ là xoay bằng điện, còn lật lên lật xuống thì mình xoay bằng tay nha. Nặng trọng lượng khoảng là 4kg đến 4,5kg. Rồi cái ngày mùa nóng mình mua 1.350.000 mà chưa bao gồm phí ship nha. Cái con này ship bình thường á là tầm khoảng là 70.000 đến hơn 100.000 tiền phí ship, khoảng 120.000 tiền phí ship, tại vì nó thuộc dạng là không có nặng nhưng mà nó thuộc dạng là hàng cồng kềnh. Nên là hôm nay sẽ làm cho anh chị em mình coi cái điều cuối clip nha, nó cũng khá hay cho anh em mình ha. Bây giờ cái này mình có khui ra rồi nè, anh chị em mình thấy nó đóng gói nè, thấy chưa ha, một cái bọc xốp như thế này chống va đập. Nên là bán cái mùa chúng ta bán thì vận chuyển rất là nhiều, nên là mình cần phải đóng gói thế này, mà hãng nó đóng sẵn rồi, đại lý khỏe thôi, đóng sẵn rồi đại lý khỏe. Nên là mua cái bộ này đi, chỉ cần quấn màn lại thôi, ghi bảo hành cho các anh chị thôi là gửi đi được rồi. Đây nhân vật chính của mình đây, à đẹp nha. Nó sẽ kèm cho mình một cái quyển sách hướng dẫn, và kèm cho mình sách hướng dẫn là tiếng Việt nè, và kèm cho mình một cái cục nguồn để mà chúng ta ghim điện nguồn vào, chúng ta sử dụng điện bình thường trực tiếp. Nó có cái cổng nguồn ở đây nè, mình tháo cái này ra đó, thấy chưa, cái mình ghim nguồn vô mình sử dụng. Rồi nếu mà khi mà trời cúp điện á, mà trước này nó có một cái khay để chúng ta để pin, thì mình nhét cục pin vào đây. Nó là cái quạt này nó sẽ có tiện dụng như vậy, nó sử dụng hai chức năng. Và mình lưu ý nha, mình sẽ nhắc đi lại cái việc lưu ý này, trong khi mà chúng ta sử dụng là, một là chúng ta sử dụng điện, hai là chúng ta sử dụng pin.
anh em mình đừng có vừa sử dụng điện và vừa sử dụng pin nha, nó không tốt cho viên pin này. Lỡ gắm vô thì dở ghim một lượt thì cũng không sao, nhưng mà khuyến cáo là không sử dụng điện và không khuyến cáo sử dụng pin cùng một lúc. Pin thì rút điện ra, điện thì mình rút pin ra, anh chị em mình lưu ý nha. Rồi bây giờ nè, nói tổng quan về cái quạt này trước đó, so với cái đất tông trước đó. Đất tông này thì giá bán đang là 1.350.000 và kèm theo một viên pin 4, hoặc là anh chị em mình mua cái thân máy như thế này không là 850.000 ha. Anh thấy chị em mình thấy nó bự hơn nhiều nha, bự hơn nhiều. Bây giờ mình làm so sánh thôi. Cái quạt này của đất tông tính từ cái tay này qua cái tay này nó tầm khoảng 37 cm, còn cái tay này của Yamasu tính từ đây qua đây nó gần khoảng 50 cm, là nó hơn khoảng 14 cm nha. Còn về cái cánh quạt, cái lồng quạt, lồng quạt này là tầm khoảng 28 cm, còn cái lồng quạt này nó là khoảng 35 cm, là nó bự hơn nha. Anh em nhìn tổng thể nó thấy nó bự hơn rồi. Chiều cao của cây quạt này là khoảng 43, cái chiều cao của cây quạt này là 62, khoảng cỡ đó, nó bự hơn. Anh em mình so sánh với nhau đó, nên là mình cũng biết rồi, đất tông bán rất là nhiều, bên mình vẫn có bán đất tông. Và hôm nay thêm một cái sự lựa chọn cho mình luôn, cái sự khác biệt nè. Cái này nó lắc lên lắc xuống, cái này vẫn lắc lên lắc xuống được nhưng mà nó không có nghe tiếng ồn. Thứ hai, thằng này không có đảo chiều qua lại được, nhưng mà thằng này đảo qua lại được ha. Cái thứ ba nữa, cái này là bằng nhựa, nó hơi bị dày nên là nó sẽ gây ra độ ồn và nó lượng gió sẽ hơi bị cản lại. Còn Yamasu cái này là bằng kim loại nha, thưa giống như cái quạt điện của mình, nên là lượng gió nó ra tốt hơn, cánh quạt nó tốt hơn. Cái đất tông nó chỉ có chỉnh cấp độ cho mình thôi, 3 cấp độ gió, ngoài ra không, hết chức năng rồi, hết chức năng rồi. Còn thằng này chức năng một đống luôn nè. Thứ nhất á, nó sẽ có chế độ cho mình là 3 cấp độ gió, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thứ hai, nó là cái chức năng đảo chiều, là mình nhấn vào đây nó sẽ quay qua quay lại như thế này. Chức năng thứ ba là chức năng hẹn giờ tự động tắt, có 1 giờ, 2 giờ hoặc là 4 giờ. À, rồi bây giờ á, cái này là cái chân thiết kế, nó là cái chân quỳ và nó bằng kim loại hoàn toàn luôn. Còn của đất tông cái này thì anh chị ha, nó bằng nhựa, hàng tốt nha, đất tông cũng là hàng tốt nha anh chị. Mình không có, mình chỉ so sánh cái khác nhau thôi, chứ thằng nào nó cũng tốt hết trơn á, bảo hành thì chính hãng hết, thì có thêm một cái sự lựa chọn cho anh em mình thôi. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Cái này là cái chân quỳ chắc chắn vững cho mình ha, lớn, tại cái cánh quạt là cánh quạt lớn, mình phải thiết kế những cái chân như thế này nó mới đảm bảo được. Còn cái tông là cái cánh quạt nó nhỏ hơn, nó thiết kế bằng nhựa vẫn vững ha. Rồi bây giờ nè, so sánh cái giá đi, nó cái giá cho anh chị biết ha. Cái mùa nóng bình thường á, anh em mình đi mua cái này gọi là cháy hàng đúng không, cháy hàng thì nó là 1.350.000 chưa bao gồm chi phí vận chuyển gì hết. Còn hôm nay sẽ có một cái deal cho anh em mình, một là anh em mình mua cái thân máy không như thế này kèm một cái cục nguồn như thế này là 990.000 ha, 990.000. Rồi cái thứ hai, nếu mà anh chị mua kèm một cái viên pin này của Yamasu luôn, và viên pin này là 10 cell 3.3 ampere, thì cái viên này sử dụng cho cái này thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì cái pin đầy sạc đầy nha, thì chúng ta sử dụng cấp độ nhỏ nhất đó, đâu đó tầm khoảng 5 đến 6 tiếng, cấp độ thứ hai thì tầm khoảng 2 đến 3 tiếng, và cấp độ thứ ba là tầm khoảng 2 tiếng. Đó là ba cái cấp độ gió về một cái viên pin này. Thì chọn bộ như thế này nè, cái thân máy là 990.000 rồi đúng không, cái viên pin này là 450.000, cộng lại thì đâu đó khoảng 1.400.000, nhưng mà nguyên cái bộ như thế này chỉ có 1.350.000 thôi, bằng giá thời điểm một cái thân máy như thế này, nó như vậy thôi. Còn cái về cái chi phí vận chuyển nè, thì bên mình hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các anh chị đồng giá là 50.000, tại vì bên mình sẽ hỗ trợ một phần. Nếu mà mình vận chuyển bình thường cái này thì nó sẽ là tầm khoảng 70, 100, 120 tùy cái địa phương, tại hàng này hàng công kênh. Còn nếu mà anh chị mua hàng bên đồ nghề tự chọn, hãng đang hỗ trợ đồng giá cho các anh chị là 50.000 tiền chi phí vận chuyển. Rồi cái thân máy, nhắc lại cái thân máy này 990.000 là chưa bao gồm chi phí vận chuyển ha. Còn thêm một cái cục pin này nữa là 1.350.000, thì cộng thêm chi phí vận chuyển nữa là 50.000, là coi như 1.400.000 là mình sẽ được phí vận chuyển luôn. Đó, anh chị thấy ha, bây giờ bật cho anh chị coi nè. Bật lên ha, bật nguồn. Đây là cái cấp độ nhỏ nhất. Anh chị nghe ha, tiếng gió nè. Nghe tiếng gió nè. Bật cấp 2 nè. Cấp 3 nè. Đây là cấp lớn nhất mà hầu như là mọi người sẽ nghe cái tiếng này, nó rất là êm. Rất là êm luôn. Và cái cấp độ 3 này nó cũng bị trẻ, mình xài bằng tiếng máy đàn hết rồi. Đẩy rất là nhạc cái motor nè. Đó, anh chị nào mà thích xài hơn thì mình mua viên pin bự hơn.
mình đóng, có thể là đóng pin ở ngoài, đóng pin to hơn để mình làm còn cái viên pin này theo của nó. Rồi tại sao hãng tặng theo viên pin này, biết anh chị biết không? Tại cái cục sạc này nè, là nó sạc cho viên pin này. Trên đây nó có một cái lỗ adapter ngoài này nè, anh chị thấy ha, sạc cục này nè, cứ ghim vào đây để mà mình sạc bình thường luôn, mình sẽ tiết kiệm được cái cục sạc, nên là nó bán kèm cái viên pin này cho mình. Cái mùa nóng, cái mùa bình thường mình cứ ghim điện mình dùng, có cái mùa nóng mà mình hết pin cúp điện đó, mình gắn cục pin này vô mình xài dùng. Đây rồi, anh chị nghe nãy rồi ha, cấp độ 3 ha, là hầu như là nó cấp độ 3, hầu như là nó nghe êm gu luôn nè, mát lắm, mát lắm, mát lắm. Rồi so về cái độ ồn của đất tông, so về cái độ ồn gắn chung nhau pin nhau được nè, so về độ ồn của đất tông ha, so về cái độ ồn của đất tông để mình làm cho anh chị coi. Nói chung hàng đất tông vẫn là ngon nha, chứ không phải là mình không có chê đâu nha, bên mình vẫn bán đất tông, nhưng mà hai cái phân khúc này và cái này thì mình đang săn được hàng, săn được hàng, nên là mình lên cái clip này cho anh chị coi chứ mục đích để so sánh, chứ không có chê khen thằng nào, chứ mỗi thằng nó đều có lợi thế riêng. À, nó hơi ồn, cái lượng gió nó ra không bằng, do cái thằng này lượng gió nó bự hơn, nhưng mà cái ưu điểm của thằng này anh chị đem đi anh xách đi nó dễ, còn thằng này thì nó hơi nặng hơn, nó hơi nặng hơn nha, nhược điểm hơi nặng hơn. Nó là trong một cái thời điểm bình thường á, là cái thằng này luôn luôn cao giá hơn của đất tông, nhưng mà bây giờ đang nghịch mùa, anh em mình mùa đông anh em đi mua đồ mùa hè, hoặc là nửa tới mùa hè anh em lựa đồ mùa đông thì nó lại ngon lành, rẻ hơn cho anh em mình ha. Rồi thử lại nè, đây viên pin này 10 cell 3A thì nó quạt cấp độ nhỏ nhất này tầm khoảng 5 tiếng đến 6 tiếng, cấp độ thứ hai thì tầm khoảng 2 đến 3 tiếng, và cấp độ thứ ba thì tầm khoảng 1 đến 2 tiếng ha. Rồi bây giờ mình đảo chiều nè, đánh cái đảo chiều, anh chị thấy chưa, nó hay cái này nè, nó đảo chiều là 90 độ, thì nên là cái này nó đang quay ga đúng không, bây giờ mình muốn nó quay lại đúng, mình chỉnh lại cho nó quay lại đúng, thì mình ngay cái khớp này thì nó sẽ quay đó. Đó, mình quay cái khớp này thì nó quay thôi, mình có thể là chỉnh nó nhiều khớp nó quay, mình ngồi ở nhà mình chỉnh nhiều khớp nó quay qua qua lại, ví dụ mình đang ngồi ở đó mình chỉnh rồi qua qua lại, lỡ mình đi qua đây thì mình không cần xoay nguyên cái này, mình chỉ cần xoay qua cái này nữa thôi đó, thì nó tự động nó xoay cho mình ha, trong cái góc chiều của nó. Tới đây nó quay ngược lại nè, anh chị thấy không, đó nó quay ngược lại nè, nó không phải quay tới bên kia, nên là mình sẽ có những cái vị trí phù hợp để cho mình quay qua quay lại nó mát cái nhà của mình. Còn mà đi công trình á, mình biết là trong những cái ngày mà anh em đi công trình mà không có quạt, mà không có điện nữa, những cái công trình mới mà không có điện nữa, anh em cần những cái quạt pin thì anh em lấy những cái quạt như thế này. Và cái viên pin này thì nó là chân pin phổ thông, mà anh em gắn máy khoan máy cắt máy mài đó, anh em chơi thoải mái. Mà trong giờ làm việc thì mình lấy cái cục pin này ra để mình gắn máy để mình thực hiện đúng không, còn hết giờ làm việc gắn cục pin này vô mà bắt cho cây quạt mình nghỉ trưa, tối canh công trình ngồi công trình cũng có cây quạt này ngon lành cho mình luôn. Còn cái việc mà lật lên lật xuống của nó nè, là nó lật bằng tay, lật được nhiều thôi, lật bằng tay nha, lật bằng tay. Ngoài sau thì nó có một cái đuôi sắt như thế này, một cái đai sắt như thế này. Nói chung là con này anh chị anh em mình nhìn nó chắc chắn lắm, chắc chắn nó vững, và để trên giường thì nó mình ngủ rất là ok luôn. Rồi cái chế độ tiếp theo cho nó là hẹn giờ nè, 1 giờ là cái đèn nó sáng, nghĩa là 1 giờ nó quay như thế này xong rồi tự động 1 giờ tắt 1 giờ tắt ha. Hoặc là anh chị ngủ trưa 2 tiếng thì cho nó 2 tiếng, còn nếu mà ban đêm mình 10 giờ mình ngủ mình bật lên 4 tiếng, có thể là 2-3 giờ sáng trời lạnh đó tự động nó tắt cho mình đỡ mất công mà phải ngồi chị mình mất cái giấc ngủ của mình. Thì đây là những cái tính năng khá hay cho một cái cây quạt mà thuộc dạng mà pin và giờ điện luôn. Và đây là hàng chính hãng của Yamaha ha, bảo hành cho mình là 6 tháng. Anh chị nó giờ xem ha, giờ cách máy nè, kích thước nè, cách sử dụng nè, cách đóng gói nè, thì đây là một cái sản phẩm là đừng có để đến mùa hè mình mua thì giá nó rất là cao, nên là mình lưu ý mình mua những cái sản phẩm này là nghịch mùa. Bình thường 1.350.000 không có bao gồm tặng cái gì hết, không bao gồm phí ship gì hết, còn bây giờ đang có deal cho anh chị em mình. Nhắc lại, một cái thân máy không như thế này là 990.000 nè, phí vận chuyển đồng giá cho mình là 50.000 nữa, anh chị cứ cộng thêm 50.000 nha, là coi như là bao phí vận chuyển lời ăn lỗ chịu đó. Còn cái thứ hai nữa là một cái combo tặng nguyên cái này kèm cục pin cho mình luôn, 10 cell 3A của hãng Yamaha là 1.350.000, 1.350.000 chưa bao gồm chi phí vận chuyển cộng thêm 50.000 nữa ha. Anh chị em nào ở gần cửa hàng qua lấy không tốn phí vận chuyển, còn anh em nào mà cần ship đi ha, cộng thêm 50.000 chi phí vận chuyển nữa thì rất là rẻ rồi. Cái này mà anh em mình nghĩ cái thùng này là hàng cùng kềnh thế này nè, ship ra ngoài Hà Nội, ship tới đâu cũng vậy hết, bên mình lấy cho các anh chị là đồng giá 50.000, hỗ trợ qua hỗ trợ lại với nhau để mà chúng ta mua được những cái mặt hàng mà nghịch mùa mà giá rẻ này ha. Hãng còn khá nhiều nên là bên đồng nghiệp tự chọn muốn
giới thiệu cho các anh chị những cái dịp bài săn sale của năm như thế này. Rồi, thông tin cái sản phẩm này sẽ nằm ở đường link bên dưới. Đường link bên dưới ha, anh chị có thể là vào Shopee anh chị đặt luôn nếu mà có bộ chơi app app thêm. Còn trên link Shopee có thể là không có app vận chuyển cho mọi người được. Mọi người có thể là nhắn qua bên số Zalo để mà bên mình lấy đồng giá vận chuyển 50 ha. Còn lên Shopee có đường link Shopee dưới, anh chị nào app được mã giảm giá thì lấy. Còn chi phí vận chuyển như đó là Shopee họ sẽ tính nha. Rồi. Cảm ơn các anh chị đã xem cái video này và nhớ chúng ta săn hàng là săn hàng thông minh. Lựa cái mùa đông đi mua hàng của mùa hè thì giá nó mới ngon nha. Rồi, các anh chị nào ở khu vực miền Tây này á muốn nhập hàng đại lý của những cái sản phẩm Yamasu này, giá tông nè, có thể là liên hệ qua số hotline của đồ nghề tự chọn. Xin chào, hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.